Nói chung là mình phải dùng cái búa này để mình đập nó ra nha. Cả nhà có biết đây là cái gì không? Đây là mình mới ngủ dậy. À, bây giờ là mình sẽ đi bắt cái con ốc đó, gọi là con ốc ốc ma cả nhà, hay là gọi là ốc ẩn sĩ. Nói chung là ốc này chắc cả nhà đã biết rồi đúng không? Thì nói chung là cái chất dinh dưỡng rất là cao. Thì bây giờ là mình sẽ đi lặn thử cho cả nhà xem rồi đem lên mình ăn thử nha. Nói chung mình sẽ gắn kiếm con ốc bự bự á, kiếm là bự bự á, cái mình ăn. Nếu bữa nay bắt không được ngày mai bắt. Thì nói chung là ở đây giò ốc rất là nhiều đó. Thì bữa trước mình lặn rất là thấy nhiều, là do mình không biết là ốc này ăn được đó cả nhà. Ốc này gọi là ốc ốc mượn hồn nha cả nhà đó. Nếu mà cái loại bự ăn rất là ngon nha, thịt rất là ngon, nghe nói là nó ngon như tôm hùm vậy đó, ăn khúc đít đó. Dùm đi lặn thử cả nhà, lặn xuống dưới này nè. Đây nè cả nhà, nó nằm trong đây nè nha. Thấy nó nằm đây không? Đó, nó thuộc của trong rồi. Giờ phải để búa đập nó ra. Chúng thầm con này ăn ngon rồi. Mình thấy trên mạng mọi người ăn nên mình mới bắt về thôi. Chứ sẵn bắt thêm mấy ngốc này nữa nè. Không? Trời ơi, cua vậy đó mọi người. Đi đâu biết đâu, cầm chỉ ở đâu mà được gì đâu. Cua vừa bẹ ra không? Ra có mấy con? Được có 2 con, quan trọng là ốc thôi. Nè mình bắt được mấy này nó mới thuộc ra nè. Các em thấy không? Thấy không? Nè đó đó đó. Con chết hả con? Ốc mượn hồn. Hả? À, ốc này nè. Ừ. Ốc này nghe nó ăn ngon lắm. Hôm đó bữa bắt con bự nè, cứ cả nó bự, con bự nè. Còn đang mới ngon nữa. Ừ, con đang ngon. Tại vì em thấy trên mạng á, cái đầu cái mới bắt về nè. Chào cả nhà nha, mình mới đi tắm lên cả nhà ơi. Rồi, ốc ở đây ít quá cả nhà. Nói chung là mình bắt ốc mà ốc vệ sĩ, cái đó gọi là ốc vệ sĩ, ốc chiến binh vậy đó. Nói chung là mình phải dùng cái búa này để mình đập nó ra nha. Ờ. Ốc này là cả nhà biết sao không, là nói chung là chỗ gần nhà mình đó là người ta ăn, ta dục cái vỏ bự á, chỉ có nhỏ nhỏ xíu vậy nè, giờ nó mới ra nè. Giờ mình sẽ dùng cái búa mình đập nó ra ha. Cái loại này mà ăn vô á là nó, nói chung là ăn vô nghe nó là bồi gỗ dinh dưỡng đó mọi người xem nha. Đâu coi, bắt chi nhỏ gì đâu có đâu, tôi thấy không ngon quá. Đây nè, ở đây đợi người ở nhà. Giờ mình sẽ đập ra ha. Cẩu con này. Dục đi. Không được đâu. Giờ đập tổ ốc lên cả nhà.
Và bây giờ là mình sẽ rửa nữa nha, mình sẽ rửa ốc này nha để mà mình ăn. Rồi. Cô đừng có dính cái tay đó. Đây nó là cả nhà. Nhà thấy không? Phải đập nó ra như nè. Cái tích tích nghĩa ăn ngon lắm nha. Cho cái chân đó, tao có tiền tao kêu mua lại. Cậu con này đủ nhất con đắng mà. Cái đứt đó nó ăn ngon nha, đứt đứt cái này loại này còn nhỏ lắm. Múc miếng nước đây. Bây giờ xong hết trơn mọi người, bây giờ mình rửa nó một cái nữa mình luộc nó vô đây luôn. Mình luộc chung với mấy ốc rồi mình ăn luôn ha. Đó. Mình thấy nó ngớn gì chưa, ăn ngon lắm cả nhà, cái đứt này đó. Ăn ngon lắm, đổ vô. Rồi, tra đây, tra đi. Ăn có được đâu, bộ phim đông ba thiếp mà. Đừng rửa đây, đổ đây. Không cho này ăn đâu. Từ từ. Rồi, nghe. Ta ăn rồi. Ta ăn rồi. Đây là xăm gì, xăm câu hả? Đây xăm xiên đá ha. Ở đây này, cái này là xăm xiên đá nha mọi người. Đó, sẵn ghé qua đây quay của ba mình mới. Tại vì ở đảo mình nhiều cái loại xăm lắm cả nhà. Nếu mà ai là người hay uống rượu về xăm đó, hay là hay lên rừng chắc biết mấy loại này ha. Đây là xăm xiên đá nè, đây là xăm câu nè cả nhà. Xăm câu đỏ nè. Đó. Cái nhà thấy không? Đó. Cái này là mình sẽ ngâm với rượu hoặc là cái gì đó rất là ngon nha cả nhà. Hôm nay là ba mình sẽ kết hợp với cái loại nấm linh chi, nhìn thấy nó giống như đồ giả cả nhà. Ha. Cứng. Đồ thiệt đó nha. Rồi nói chung là mình sẽ ngâm với mấy cái này cả nhà, xăm với xăm ngâm vô. Thì mình coi trên mạng rồi ba mình coi trên mạng mới biết được cái loại này rất là tốt nha. Đó. Quá gì xăm. Mình ngâm vô chung với mấy cái này nè. Chị ờ, cái này ba không lên rảy không lấy gì á. Linh chi ở Hàn Quốc ở đây là đây ngoài ở Hàn Quốc cười gì nhau thăm linh chi rồi linh chi năm linh chi rồi bình này uống bổ lắm mọi người. Năm linh chi đây là linh chi nè nha. Cái này là bình rượu ngâm riêng cái nhà này là bình rượu mình ngâm riêng làm cho cái nhà xem mà đó không hả ba mình ngâm nè không.
lâu lâu thì mình cũng muốn nha, dùng trẻ mình vẫn uống được một điểm, mình uống ít thôi đừng uống nhiều quá nó dư, đây dành cho những người trung niên như ba mình nhà nấu, trung niên mà cao tuổi á, những người cao tuổi á, đây nhà thấy không, đây là bụng ngư biển ở đây luôn nha, tất cả mọi thứ đều là ở đây hết, ngon ghê không, quá đã, còn đây mấy bình nữa là cái nhà, thấy không, đây là cái bình mới của ba mình nó bỏ vô, còn cái này là cá ngựa, tất cả mọi thứ đều là ở biển này hết trơn cả nhà. Thông cảm cho mình vào buổi tối này nha, nói chung là mình sẽ hạn chế quay mình ăn á, thì nói chung là mình sẽ tập trung vào những cái hải sản với lại ốc mượn hồn là ốc vệ sĩ đó cả nhà đó, thì mình sẽ bắt đầu luộc lên cho mọi người xem nha, tại vì cái loại này nó nhỏ lắm, lần sau đi rồi mình hy vọng là một số ông anh đây á sẽ bắt được cái loại bự để mà mình luộc cho mọi người xem, coi như đây là mình ăn ốc mượn hồn mini. Kéo tới đây được chưa? Rồi đưa cái nắp đây. Nó không được con gà mà. Hai con lên con gà nè. Rồi. Chờ nó cả nhà, chờ thấy nó ngớ gì chứ rất là ngon cả nhà, mình sẽ ăn thử coi, mình sẽ thử coi loại này ngon không. Rồi đem đó lên đây hết đi. Cả nhà bây giờ là mình sẽ tắt đi ha, tắt cái nồi này rồi xong nhúng xuống. Rồi đi đâu, đi ra, đi ra chỗ đó à, quay cái nồi này nè. Rồi rồi bây giờ mình đi ra cái nhà đổ vô nha. Rồi quay xuống qua chỗ này thấy không, rồi né chị nóng lắm. Ốc buồn hồn cả nhà ơi, đó đây là ốc buồn hồn nha, nhìn thấy nó ớn gì chứ thật sự ra cái đít nó rất là ngon nha, bây giờ mình để cho nó nguội đi rồi mình ăn ha, chứ nóng lắm. Rồi ổ ga mà nó nóng quá trời luôn mọi người. À bây giờ là mình sẽ lấy lên rồi mình ăn ngay tại mấy cái bàn này cả nhà đó, giờ mình sẽ mời mọi người cùng thưởng thức với mình ốc buồn hồn. Mấy đứa ăn nhỏ nên không dám ăn đâu, nhưng mà mình sẽ ăn, nói chung đói mình thì thấy cái gì trên mạng nó ăn được thì mình ăn thôi, tại vì mình thấy nó ớn ớn thật sự ra nó rất là nhiều chất dinh dưỡng, để mình thử coi nó ngon nha, nghe nó ăn cái đít mới được, mình sẽ ăn thử cái đít nha, còn mà nó bự cái càng bự làm sao ăn. Rồi bà con nha, giờ ăn đi này, còn con mồm nữa coi, đây bây giờ mình thử cái con ốc này thử coi ngon cái nhà, đây nè con nữa để cho cậu đi, đó giờ lấy cái nha, cái càng nó bà nhỏ mình ăn được, nói chung là cái hết này cũng ăn được cái nhà, tại mình không thích ăn thôi. Mình nghe nói cái khúc này ngon nè, khúc này nghe nó ăn ngon lắm. À, bỏ xuống đây. Bỏ cho cái này gió nãy nhường ra tới. Béo mồi, nghe béo. Dạ nóng. Đây cả nhà, thấy béo ghê không? Đây là chất dinh dưỡng nha cả nhà, mình vô đang thử nha, mời cả nhà. Ủa, con này sao con thích ăn vậy ta? Chưa mở ra nữa sao vậy? Ừ, cái thịt của nó. Mày cơm. Ừ. Ngon, nó tròn điện cả đống. Ủa, ngon lắm cả nhà. Cay hết thì tôi chưa chấm luôn. Có ăn ché hả đỏ quá. Cay đi về đi. Ăn vô. Rồi, nè mọi người nha. Đây là cái thịt của ốc buồn hồn đó nha. Nghe đây ngon như tôm hồn, thử coi. Ngon. Ngon hơn tôm hồn luôn chứ. Ngon vô gì. Ốc. Mới mua ơi. Nghe thấy không? Đó. Hầu. Cái này hầu nhỏ cậu ơi. Cái này loại nhỏ thôi. Còn có nhiều loại bự lắm. Này cậu ơi. Cậu đạo nó lấy ăn đi. Mày mới nói trong năm nhân cầm lên nằm đi bác. Cậu đi bơi. Chưa con nói cho cậu đi bơi.
chưa một con cho cậu nữa không ơi. Mở này giùm tôi, mở cái cành trên. Cành trên đây đúng không? Ở nhà nha, giờ mình ăn ốc màu hồng quá nha. Đây, thịt của nó nè. Cái loại nhỏ, cái loại này nó thịt nó nhỏ xíu à. Đây, thịt đó là cả nhà, thấy không? Thịt đó không? Đây, cắn cho. Để đây đi. Muỗng ra, lấy muỗng ra. Biết là nó nhỏ quá. Nè, mình uống đi. Chị càng nhỏ quá vậy. Chứ cái chô khác cứ càng bự nha. Càng nhỏ xíu à. Có ốc đắng nữa gì? Ốc đắng ăn gì? Đây là ốc đắng cả nhà. À, mấy đứa lính về nó là ốc đắng. Ốc này là nó nằm trên chỗ mấy cái cột. Mà gỡ vỏ mà bỏ vô. Nãy giờ không thấy ngon mà gỡ nữa. Ngon quá cả nhà. Nhét mình lấy. Mẹ ra nha. Mẹ càng nhỏ cho con đi thôi. Ý, nó vàng lắm, nó mục. Con cua đát này mục rồi. Nhưng mà không, nó sắp lột rồi. Mềm. Nó sắp lột cả nhà, sắp lột đó, nó kéo cắt gà thấy không? Nghĩa là nó sắp nó gần lột rồi. Wow, mình nghĩ nó phải lột đâu. Nó bị nãy, bảo cho ăn kìa bảo. Nó lột rồi. Cậu. Nhưng mà nó chưa có bột, nó chưa có cơm. Cậu. Cậu. Cái tôi đi. Từ. Ê cậu ơi, con mới biết đều cậu ơi. Que cua đá có thể ăn được. Thì ăn đi, que đá ăn được mà. Bữa nào bắt cua nhà bạn đúng cậu. Que gì thì thật lắm. Khoan lắm. Nè, chấm rồi, chấm rồi. Mình phải lấy cái kéo qua nhà mình cắt nó ra nữa. Cái này đắng mà, cái nước có đắng lắm. Mình cắt ra để cái mình ăn nha. Ở trong thì thịt nhỏ xíu à. Mọi người thấy không, thịt nhỏ xíu à. Thật sự là ngon thì cứ nhai. Cái khúc này nó giống tôm hùm trời. Nó ngon lắm nha. Cái này đắt tốt, cái này đắt tốt cho trẻ em nha cả nhà. Đây coi, lột đi, lột ra. Đẹp quá trời luôn. Đây, cho tôi mới gạch đi. Đây, cái nhà thấy gạch nhiều không? Trời ơi, nhiều quá trời. Tức là không có 7. Nhiều lắm đó. Ốc bi ơi. Ui dồi. Ốc màu hồng á. Đâu màu hồng đây. Thấy không? Béo. Tốt lắm á. Đây cả nhà. Hai con đúng không? Cái đít của nó ngon lắm nha. Còn thêm hai con. Cái quẩy nó cứng vậy ta. Nó giống như con tôm á cả nhà thấy không? Ừ. Như con tôm á. Nó là dòng họ của tôm nè. Cả nhà thấy không? Nhưng mà nó là dòng họ của tôm. Rồi, cay quá cả nhà, ngon quá. Nói chung là cái đít của nó giống như là cái miếng thịt của tôm hùm cả nhà, với lại mấy miếng tôm thường hay ăn đó. Tiếc là nó còn nhỏ quá. Nếu mà loại bự ăn rất là ngon. Cay quá mọi người ơi. Nói chung là mình đã thưởng thức xong một cái món ăn đó là cay cay quá. Ớt gì đâu mà cay ghê trời. À, mình vừa mới thưởng thức xong một cái món ăn đó là ốc bừng hồn. Ốc này rất là ngon ở nhà. Nếu mà mình nếu cả nhà nào mà thấy nó ớn ớn á thì nó ớn ớn chứ thật sự ăn rất là ngon ở nhà. Cái loại này á, ăn vô nó như tôm hùm á, nếu có cái loại bự hơn hoặc bự á ăn nó mới đã. Nhưng mà mình cảm nhận nãy ăn miếng thịt xíu á nó ngon. Nó rất là có nhiều chất dinh dưỡng cho con đít nha. Ăn rất là tốt cả nhà.
Thôi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những cái clip tới. Cây của cả nhà, bây giờ mình chào nha.